Phong Thủy may mắn xin kính chào quý khán giả. Quý vị thân mến, trong suy nghĩ của nhiều người, phòng tắm không chỉ là không gian phụ trong nhà, không cần trau chuốt trang trí. Điều này dẫn đến việc các nguyên tắc phong thủy khi thiết kế phòng tắm dễ bị bỏ qua. Thực tế thì theo các chuyên gia phong thủy, phòng tắm có vai trò rất quan trọng trong phong thủy nhà ở vì đây là nơi chứa nhiều khí âm, có nhiều năng lượng xấu. Do vậy, việc bài trí phòng tắm hợp với phong thủy sẽ giúp hóa hung thành cát. Còn nếu thiết kế bài trí tùy tiện, cả gia đình sẽ phải chịu nhiều xui rủi. Sau đây là những sai lầm khi thiết kế phòng tắm khiến cho gia đình làm ăn khó khăn, ốm đau triền miên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thiết kế phòng tắm trong phòng ngủ. Trong thiết kế hiện đại thì nhằm để tiết kiệm diện tích và thuận lợi cho sinh hoạt, chủ nhân thường bố trí phòng tắm ngay trong phòng ngủ. Song lỗi bố trí này lại rất đại kỵ trong phong thủy. Nhà vệ sinh được xem là nơi có âm khí nặng nề, đồng thời sản sinh ra các chất ô nhiễm, do đó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và giấc ngủ con người. Vì vậy không nên đặt phòng tắm trong phòng ngủ. Bên cạnh đó, hơi nước, hơi ẩm từ nhà vệ sinh trong quá trình sử dụng có thể bay ra ngoài. Từ đó, các vật dụng trong phòng ngủ dễ bị hấp thụ khí ẩm, gây ra hiện tượng ẩm ướt, nấm mốc, làm người ngủ trong phòng có cảm giác khó chịu, mệt mỏi trong thời gian dài. Cách hóa giải xây nhà vệ sinh trong phòng ngủ theo phong thủy. Trước tiên, điều mà bạn nên làm là phải giữ phòng toilet luôn sạch sẽ, khô thoáng, không để các đồ bẩn như là quần áo chưa giặt lâu trong nhà vệ sinh vì khí ẩm sẽ tăng hơn. Bạn cần phải thường xuyên lau dọn sạch sẽ để không gây ra mùi hôi khó chịu khi bước vào phòng ngủ. Hãy cọ rửa sạch sẽ để vi khuẩn không lan ra ngoài. Sau khi sử dụng xong thì cần đóng nắp bồn cầu lại và đóng kín cửa. Bên cạnh đó, trồng một vài chậu cây cảnh lá to có tác dụng hút bớt khí ô uế. Nếu phòng ngủ có diện tích đủ rộng, bạn có thể đặt một tấm bình phong hoặc là tủ cao để ngăn với phòng ngủ. Một giải pháp hữu hiệu khác theo phong thủy, phòng ngủ có nhà vệ sinh là đặt thật anh, bảo bình vì đá có dương khí mạnh có thể hấp thụ âm khí nhà vệ sinh, giảm được những luồng khí xấu, cải thiện tài lộc và sức khỏe. Trước phòng tắm là cầu thang. Cầu thang không chỉ là thứ kết nối không gian tầng trên và tầng dưới mà còn có quyết định khí vận của ngôi nhà. Nếu bạn thấy bất khả thi trong việc di rời cầu thang sang vị trí khác thì hãy đặt chậu cây hai bên để có cắt khí, đặt một chén muối khô bên trong phòng và luôn giữ phòng tắm sạch sẽ. Có nên thiết kế phòng tắm dưới gầm cầu thang không? Thiết kế phòng tắm dưới gầm cầu thang rất tiện ích, được nhiều gia chủ sử dụng bởi đây là vị trí kín đáo sẽ tạo được thẩm mỹ cho không gian căn phòng cũng như là tiết kiệm được không gian căn phòng tối ưu nhất. Tuy nhiên lại không mang lại nhiều phong thủy. Nếu như gia chủ có hướng bài trí không tốt, hãy nên có những cách khắc phục hiệu quả nhất. Người dùng sẽ có được những sự lựa chọn tiện lợi cho không gian sống thoải mái và hài hòa hơn. Nếu hướng nhà vệ sinh theo hướng xấu thì còn ảnh hưởng rất lớn đến tính âm dương, bất lợi, sẽ khiến cho căn phòng hôi hám, không mang lại phong thủy cho gia chủ. Sẽ không may mắn tiện lợi cũng như là bài trí nội thất sẽ trở nên khó khăn hơn. Thiết kế phòng tắm dưới gầm cầu thang, nên chọn những chiếc rèm để hóa giải. Không gian căn phòng vệ sinh thường có nhiều ám khí, nên để những luồng khí này không bị bay ra ngoài ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ cũng như là may mắn của gia chủ thì gia chủ nên chú ý dùng những chiếc rèm để hạn chế những luồng khí này bay vào căn phòng. Cầu thang kết hợp nhà vệ sinh với những chiếc rèm có thể là rèm nhựa ở cửa nhà tắm hoặc gia chủ có thể thiết kế thêm những chiếc vách ngăn gỗ để tiện trang trí cho căn phòng được đẹp hơn. Những chiếc vách ngăn này gia chủ nên chú ý có thể lựa chọn những món đồ đa năng dùng bài trí, những món đồ khác cho không gian căn phòng được gọn gàng và dễ chịu nhất. Thiết kế phòng tắm dưới gầm cầu thang, cách hóa giải nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang, lựa chọn những chiếc rèm để hóa giải cách tốt nhất, vừa tiết kiệm được không gian sống hài hòa hơn, gia chủ sẽ cảm thấy được thoải mái nhất và không tốn tiền bạc. Sai lầm lớn nhất trong thiết kế phòng tắm là đặt nó ở vị trí trung tâm ngôi nhà. Theo phong thủy, đây là điều cực hung bởi phòng tắm là nơi thường xuyên không sạch sẽ. Nếu xây ở trung tâm nhà thì sẽ khiến cho xú uế nhập trung cung, cả ngôi nhà sẽ bị u uế. Trung cung tượng trưng cho thổ khí nuôi dưỡng tất cả các cung còn lại trong cửu cung.
Khi trung cung bị sát khí hay là hung tinh chiếm đóng thì ngay lập tức các phương vị còn lại cũng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy tuyệt đối tránh đặt nhà tắm ở vị trí này vì nó ảnh hưởng xấu đến các sao lành, đến vận may của đất, khiến cho gia chủ liên tiếp gặp chuyện không may. Khi bố trí phòng tắm thì gia chủ nên tuân thủ theo nguyên tắc tọa hung hướng cát, tức là phòng tắm nên đặt ở vị trí xấu, tọa hung và cửa quay ra hướng tốt, hướng cát. Phong thủy quan niệm, góc đông nam là cung tài lộc, góc tây nam là cung tình duyên và hôn nhân, góc bắc là cung sự nghiệp. Nếu bạn đặt phòng tắm ở những hướng này thì mỗi lần tắm là mỗi lần sinh khí bị cuốn trôi, đó cũng có nghĩa là những may mắn, tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc gia đình và cả sự nghiệp sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Vì vậy, gia chủ nên đặt phòng tắm ở vị trí xấu, dĩ độc trị độc, biến dữ thành lành. Các hướng xấu phòng tắm nên đặt là họa hại, tuyệt mệnh, lục sát, ngũ quỷ. Phòng tắm gần gian thờ. Một điều dĩ nhiên, địa điểm thờ cúng là khu vực linh thiêng và trang nghiêm, trong khi đó nơi dành cho việc tắm gội vệ sinh hàng ngày lại tượng trưng cho những điều không trang trọng. Khi xây dựng, bạn cần lưu ý rõ ràng nơi bài trí phòng thờ phải đặt xa phòng tắm để lánh xa điều kinh kỵ. Cửa chính đối diện cửa phòng tắm là nơi để ra vào chủ yếu cũng như là đón khí vào phòng. Cửa chính sẽ xung khắc với nhà vệ sinh nếu được đặt đối diện. Lúc này gia chủ nên treo mảnh dây chuỗi hạt, xây dựng vách ngăn hay là đặt bình phong ngay trọng tâm của hai nơi cùng hướng để giải trừ vận xấu. Cửa phòng tắm nhìn thẳng cửa bếp. Nhà bếp là biểu tượng cho mạng hỏa, trong khi phòng tắm đại diện cho mạng thủy, hỏa khắc thủy là điều nên tránh. Tương tự như trường hợp với cửa chính, bạn có thể treo mảnh dây dạng chuỗi hạt để cách ly hai không gian này. Cách hóa giải. Nếu không thể thay đổi được bố cục này trong nhà thì bạn có thể hóa giải phần nào bằng những cách sau. Bạn nên trồng vài chậu cây xanh ở giữa để hóa giải, bởi vì xét theo quy luật ngũ hành, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa nên nó sẽ rất có lợi cho mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Phong thủy cửa nhà vệ sinh phải luôn đóng, không để bếp đối mặt với nhà vệ sinh. Điều này giúp bạn ngăn mùi hôi bốc ra, chặn các dòng khí độc ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Giữ cho nhà bếp luôn khô ráo, sạch sẽ, bồn cầu luôn đóng, toilet phải giữ gìn thơm tho. Tốt nhất nên sử dụng tinh dầu thơm để ngăn ngừa xú uế. Nếu phong thủy bếp gần cạnh nhà vệ sinh thì bạn nên thiết kế thêm một chiếc cửa nữa để ngăn cách, hoặc có thể dùng bức bình phong, mành treo để che lại hai bên. Chiều dài của bức rèm phải vượt quá chiều cao bếp ga và vượt quá chiều cao bề mặt bồn cầu, không được dùng vải ren hay là rèm chuỗi hạt. Phòng sách đối diện nhà vệ sinh. Sách vở rất kỵ khí uế, đặc biệt là khi mùi từ phòng tắm bay vào phòng đọc sách sẽ làm mất đi tính thanh lịch tao nhã của người đọc. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng dùng rèm che hoặc là treo các đồng tiền ngũ để giải trừ khí xấu. Phòng tắm thiếu cửa sổ. Cửa sổ có tác dụng mang thiên nhiên vào nhà, trao đổi với khí bên ngoài. Nói cách khác thì khi có sự lưu thông giữa nội thất và ngoại thất, căn phòng luôn trong trạng thái ấm áp và thoáng mát. Vì vậy, đối với phòng tắm là một nơi ẩm ướt, bạn có thể lắp một cái cửa sổ nhỏ để căn phòng thêm thoải mái hơn. Nhà vệ sinh nằm cuối hành lang. Là một nơi khuất nhất trong nhà, cuối hành lang là địa điểm có thể xem như là đại hung. Nếu xây nhà vệ sinh ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi thành viên trong nhà, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn tuổi. Quý vị thân mến, trong phong thủy nhà ở để tránh đem lại đen đủi cho các thành viên trong gia đình, gia chủ cần phải tuân thủ các nguyên tắc trong phong thủy nhà vệ sinh để có cách bố trí hợp lý, tránh phạm phải lỗi kiêng kỵ. Tuy nhiên, không phải ngôi nhà nào cũng có thể đặt nhà vệ sinh hợp phong thủy, nhất là bố trí nhà vệ sinh chung cư hay là nhà ống có diện tích bị giới hạn. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu chi tiết hơn phong thủy nhà vệ sinh, hướng bố trí chuẩn phong thủy nhà ở hóa hung thành cát cho gia chủ. Hãy tham khảo chi tiết sau đây. Cách xác định phong thủy hướng nhà vệ sinh. Hướng nhà vệ sinh là hướng nào? Bởi vì tọa hung hướng cát nên nhà vệ sinh tốt nhất đặt ở hướng xấu để nhìn về hướng tốt. Phong thủy thiết kế nhà vệ sinh hay là phòng tắm tuyệt đối không được xây ở những vị trí sau. Phong thủy nhà vệ sinh giữa nhà là cấm kỵ vì đây là nơi trang trọng, đòi hỏi phải có sự cao ráo sáng sủa đặt ngay giữa ngôi nhà sẽ làm hỏng nội khí của nhà và tác động không tốt đến vận khí của gia đình. Tránh lắp đặt cửa toilet đối diện cửa chính ra vào. Việc tránh mở cửa nhà vệ sinh thẳng với cửa chính không chỉ giữ thẩm mỹ mà còn liên quan đến trục dẫn truyền khí trong nội thất.
Tránh đặt bếp sát nhà vệ sinh hoặc nằm ngủ dưới phòng vệ sinh. Theo quan niệm trong phong thủy, cả hai điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến người phụ nữ trong gia đình, có thể gặp tai họa hoặc là mắc bệnh tật. Ngoài ra, theo ngũ hành thì thủy khắc hỏa nên bếp cần tránh đặt gần khu vực chứa nước, bồn rửa. Không nhất thiết cần xét đến phong thủy nhà vệ sinh theo tuổi. Các nhà phong thủy cho rằng hướng của nhà vệ sinh nên ở hướng đông nam hoặc là đông. Các hướng thuộc mộc thủy, khí từ nhà vệ sinh sẽ làm vượng khí ở khu vực này, không ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Hướng bồn cầu thì nên sát tường vuông góc với cửa phòng, không được trùng hướng nhà và hướng nam bởi thủy xung hỏa. Hơn nữa, bồn cầu tránh đối diện cửa để tạo sự kín đáo và thẩm mỹ, cũng như là hạn chế phát tán khí xấu ra ngoài. Nhà vệ sinh cao hơn nền nhà thì thế nào? Về mặt kỹ thuật và phong thủy, nền nhà vệ sinh, cách thiết kế này là không đúng, khiến nền nhà thường ẩm ướt và không hợp phong thủy. Nền nhà vệ sinh cao hơn các phòng khác để nước thải không chảy sang các khu khác. Để khắc phục vấn đề này thì bạn có thể xây một đường G cao hơn nền khoảng 5cm, giúp nước không tràn ra ngoài. Phòng tắm hay toilet kỵ đặt ở đông nam và tây nam. Ta đã biết trong một căn nhà góc đông nam là cung tài lộc, góc tây nam là cung tình duyên và hôn nhân, góc bắc là cung sự nghiệp. Như vậy, mỗi lần chúng ta tắm hay là giật nước bồn cầu là mỗi lần sinh khí bị cuốn trôi nếu nhà vệ sinh tọa ở góc đó. Đó cũng có nghĩa là những may mắn, tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc, gia đình và cả sự nghiệp sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Theo phái Bát Trạch thì nên đặt nhà vệ sinh ở tây bắc hoặc là đông của ngôi nhà thì bình an. Phần cung tài lộc của nhà chúng tôi cũng đã có nhắc đến trong video trước, các bạn chịu khó xem trong phong thủy phòng khách. Đại kỵ đặt nhà vệ sinh ở bắc và đông bắc. Theo phong thủy thì hung tướng của nhà vệ sinh rất mạnh, đặc biệt khi bố trí nhà vệ sinh ở hướng đông bắc, hậu quỷ môn hay bắc ngôi nhà. Nhà vệ sinh không nên đặt ở hai phương bắc và phương đông bắc. Nữ chủ nhân mắc bệnh động mạch sơ cứng, gan cứng, mật kết sỏi, đi lị, đau dạ dày, đại tiện bí, ăn bị trúng độc, khí huyết không lưu thông. Với người già thì sức khỏe càng không tốt. Hai hướng này được gọi là hậu quỷ môn, đặt nhà tắm vào đúng hướng này thì sẽ sinh ra thổ khắc thủy, khiến cả ngôi nhà phạm phong thủy, từ đó khiến các thành viên trong gia đình thường xuyên đau ốm, bệnh tật, đặc biệt là người già. Nhà tắm cũng không nên đặt ở hướng nam hay là tây nam vì hướng này có hỏa khí nặng. Nhà vệ sinh đặt ở chỗ chế sát khí là đại lợi. Tùy theo năm tuổi của mỗi người, có một trạch mệnh phi cung tương ứng với nó là trạch nhà cùng tên. Trạch nhà có 8 hướng với 4 hướng cát và 4 hướng xung, xem thêm tại xem hướng nhà theo tuổi. Phái Bát Trạch chủ trương chọn vị trí xấu hung, đặt phòng vệ sinh và hướng bồn cầu quay về cung xấu của gia chủ. Đó là cách dĩ độc trị độc để hung gặp hung hóa cát. Theo nguyên lý này thì đặt khu vệ sinh vào vị trí xấu hung của ngôi nhà sẽ hợp hơn là đặt vào vị trí tốt. Thường thì đặt nhà vệ sinh tại 4 hướng hung, ngũ quỷ, tuyệt mệnh, họa hại, lục sát. Ngũ quỷ thuộc liêm, trinh, tinh. Trong ngũ hành thuộc hỏa nên tìm cách bố trí nhà vệ sinh ở hướng này để áp chế sát khí của ngũ quỷ. Tuyệt mệnh thuộc phá tinh quân, trong ngũ hành thuộc kim. Muốn thúc đẩy tài vận thì phải bố trí nhà vệ sinh ở hướng này để trấn áp sát khí. Lục sát thuộc văn khúc tinh, trong ngũ hành thuộc thủy, theo Bát Trạch minh kính. Dùng 10 loại nước xú uế, nền bếp, nhà xí để áp chế phương vị lục sát bản mệnh, cho nên muốn được giàu có thì phải dùng nhà vệ sinh để trấn áp. Họa hại, lộc tồn tinh, trong ngũ hành thuộc thổ nên đặt nhà vệ sinh hướng này chống sát khinh. Ngoài ra, Bát Trạch còn cho rằng khi đặt bồn cầu cần lưu ý không để miệng bồn cầu hướng về các cung sát như là thiên y, sinh khí, diên niên, phục vị, nếu không làm giảm sức khỏe, tài lộc, gây bất hòa gia đình. Thời xưa thì các thầy phong thủy thường đề nghị gia chủ làm phòng vệ sinh nhỏ nhất có thể, tránh xa tầm nhìn và cách xa khu nhà chính. Tuy nhiên thì ngày nay chúng ta phải điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Phòng tắm đối với nhiều người còn là nơi để thư giãn, tái tạo năng lượng tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Bên cạnh phòng khách, phòng ngủ, bếp thì phong thủy, phòng vệ sinh đã trở thành một phần hết sức trọng yếu đối với tổng quan phong thủy nhà ở. Bởi phong thủy hiện đại cho rằng sức khỏe và vận may của gia chủ phụ thuộc rất nhiều đến bố trí phòng vệ sinh.
Hy vọng những thông tin mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay có thể giúp cho quý vị trong việc bố trí bài trí không gian nhà vệ sinh, nhà tắm để có thể mang lại may mắn và giữ gìn sức khỏe cho quý vị và gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.